bạn ơi. Trước mắt các bạn đấy là hòm lươn Ba Tư và ống Ba Tư. Để tối nay mình vào quê để mình thả ruồng các bạn ơi. Đây quê của mình đây. Còn ruồng thì ngoài kia. Đấy. Tư các bạn nha. Các bạn mua về là cắt 50 phân. Đây các bạn làm như theo như mình là đỡ tốn tiền bịt. Đây các bạn cắt cho đẹp ra. Đây còn hông. Hông đưa về đây. Xem đây. Đây hông Ba Tư đây. Nhớ khi thả các bạn nhớ ngâm nước cho nó dẻo đó nha. Đây hông Ba Tư các bạn nha. Hông rất là đẹp. Đẹp nhất Việt Nam luôn các bạn ơi. Hàng độc quyền các bạn ơi. Thì liên hệ với mình nha. Ngoài ra có hòm 48, hòm 60, hòm 42 đủ